nắng nóng thiêu đốt được ghi nhận trên khắp châu Á những ngày qua, buộc chính phủ nhiều nước phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe và đóng cửa nhiều trường học. Bạn có biết El Nino hay biến đổi khí hậu gây ra điều này? Hãy theo dõi Thái Nguyên i20 để tìm câu trả lời. Nắng nóng đã bao phủ phần lớn Nam Á và Đông Nam Á, trong đó những khu vực như Cha Úc của Myanmar và thủ đô Manila của Philippines đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Tại Thái Lan, giới chức đã đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của tình trạng nắng nóng nghiêm trọng, trong khi đó chính quyền Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh đều có mức nhiệt cao vượt ngưỡng 40 độ C. Philippines và Bangladesh đã phải đình chỉ các lớp học trực tiếp, ngay cả miền Bắc Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng bởi sóng nhiệt và trải qua tháng tư ấm chưa từng có. Người già, trẻ em, người có bệnh nền hoặc khuyết tật có thể bị nóng nhanh hơn do hệ miễn dịch không mạnh như người trưởng thành khỏe mạnh. UNICEF cảnh báo rằng 243 triệu trẻ em có thể gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng trong tháng 5 này. Ngoài ra, theo Straits Times, người nghèo phải làm việc trong điều kiện ngoài trời và không được bảo vệ khỏi nhiệt độ khắc nghiệt rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, suy nội tạng, rối loạn chức năng cơ và thần kinh. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến nắng nóng sẽ tạo ra khoảng cách đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là ở các nơi không có đủ cơ sở y tế để điều trị cho lượng lớn bệnh nhân. Nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái và Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh chóng với tác động của các đợt nắng nóng trong khu vực ngày càng nghiêm trọng hơn. Đông Nam Á ghi nhận mức nhiệt tăng cao chưa từng thấy, khoảng cách giữa các đợt nắng hạn cũng đang rút ngắn hơn so với trước đây. Mặc dù nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á vẫn tăng lên theo mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, các chuyên gia đánh giá điểm đáng lo ngại nhất của làn sóng nhiệt này là thời gian kéo dài và chưa xác định được thời điểm hạ nhiệt. Những tháng trước mùa mưa hoặc gió mùa, khu vực châu Á thường hứng chịu nắng nóng, nhưng nhiệt độ năm 2024 vào thời điểm này lại cao hơn nhiều so với mức trung bình ở nhiều quốc gia. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan của Liên Hợp Quốc, châu Á đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang gây ra những đợt nắng nóng thường xuyên, dữ dội và kéo dài hơn. Nhưng nguyên nhân chính gây nắng nóng tại châu Á thời gian gần đây là do El Nino, chứ không phải biến đổi khí hậu. Đợt nắng nóng đang càn quét phần lớn châu Á đến từ những tác động còn sót lại của hiện tượng thời tiết này. Ở các nghiên cứu chuyên sâu hơn về mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố nguy cơ, giới quan sát nhận thấy biến đổi khí hậu chính là chất xúc tác khiến các dấu hiệu còn sót lại của El Nino trở nên nghiêm trọng hơn. Học giả Kaustubh Thirumalai thuộc khoa khoa học trái đất của Đại học Texas, Mỹ từng khẳng định nhiệt độ khắc nghiệt ở khu vực Đông Nam Á xuất phát từ hiện tượng thời tiết El Nino và trở nên tồi tệ hơn do sự nóng lên toàn cầu trong công trình nghiên cứu khoa học của mình. Tiến sĩ Milton Speer, nhà khí tượng học tại Đại học Công nghệ Sydney giải thích việc thiếu mây khi El Nino xảy ra có nghĩa là nhiệt độ trung bình có thể sẽ cao hơn. Nhiệt độ bề mặt nước biển trong khu vực này hiện cao hơn vài độ C so với thông thường, khiến nhiệt độ tăng cao hơn mức trung bình. Ngoài ra còn có những yếu tố khác gây ra đợt nắng nóng bất thường này, bao gồm nạn phá rừng làm giảm bóng râm và tăng diện tích bề mặt khô và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nơi các kết cấu bê tông, kính và thép hấp thụ thay vì phản xạ nhiệt. Các chuyên gia cho biết vấn đề đáng lo nhất là những đợt nắng nóng chết người dần trở nên thông thường, biến các đô thị thành bẫy nhiệt và làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực của nhiệt độ cao đến sức khỏe con người. El Nino là một hình thái khí hậu tự nhiên sinh ra từ vùng nước ấm bất thường ở phía đông Thái Bình Dương. Nó hình thành khi gió mậu dịch thổi từ đông sang tây dọc theo vùng xích đạo Thái Bình Dương, chậm lại hoặc đảo chiều khi áp suất không khí thay đổi. Do gió mậu dịch ảnh hưởng đến các vùng nước bề mặt được mặt trời sưởi ấm, sự suy yếu của nó khiến các vùng nước ấm phía tây Thái Bình Dương quay trở lại các lưu vực lạnh hơn ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Sự tích tụ nước ấm ở phía đông Thái Bình Dương cũng truyền lượng nhiệt lớn vào khí quyển thông qua sự đối lưu tạo ra dông bão. El Nino thường xảy ra vào khoảng mỗi 2 đến 7 năm và kéo dài từ vài tháng đến 2 năm. Hiện tượng này có liên quan đến khí hậu trên khắp toàn cầu, khiến một số khu vực trở nên nóng hơn hoặc lạnh hơn thông thường. Ví dụ El Nino làm cho khu vực phía đông châu Á trở nên khô hạn, trong khi khu vực phía tây Nam Mỹ có mưa lớn hơn thông thường. El Nino gây ra các trận lũ lụt, hạn hán, nóng bức và các cơn bão trên khắp thế giới. Năm 2024 sẽ là năm nóng đến nỗi theo nhiều chuyên gia có thể đánh bại năm 2023 để trở thành năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận.
Một nghiên cứu được công bố ngày 29 tháng 2 năm 2024 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy có 90% khả năng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, tính đến tháng 6 năm 2024. Một số nơi sẽ nóng nực hơn những nơi khác, đặc biệt là ở một số khu vực ở châu Á. Sức nóng có tác động theo tầng như làm tăng nguy cơ hạn hán và cháy rừng. Để dự đoán những gì sẽ xảy ra vào năm 2024, giáo sư Dalian Chen, Đại học Gothenburg và các đồng nghiệp của ông đã lập mô hình hai kịch bản có thể xảy ra. Một là ảnh hưởng của El Nino ở mức vừa phải và một là ảnh hưởng của El Nino ở mức mạnh. Với hiện tượng El Nino vừa phải, vịnh Bengal và Philippines có thể sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm nay. Philippines, một quần đảo nhiệt đới ở Thái Bình Dương, phải đối mặt với hạn hán tiếp tục trong vài tháng tới. Tại vịnh Bengal, giáp danh với một số quốc gia ở Nam và Đông Nam Á, El Nino thường dẫn đến các đợt nắng nóng trên biển có thể làm chết các dạng san hô mà các cộng đồng gần đó dựa vào để kiếm sống và cung cấp vùng đệm chống lại các cơn bão nhiệt đới. Với hiện tượng El Nino mạnh, nhiệt độ trên khắp vùng Caribe, Biển Đông, Amazon và Alaska cũng sẽ phá kỷ lục trong năm nay. Vùng Caribe, Biển Đông và vịnh Bengal đều có thể phải đối mặt với các đợt nắng nóng trên biển quanh năm theo kịch bản khắc nghiệt hơn này. Hạn hán nghiêm trọng có thể gây ra cháy rừng ở Amazon, trong khi nhiệt độ cao ngất ngưỡng có thể đẩy nhanh tốc độ biến mất sông băng và lớp băng vĩnh cửu ở Alaska. El Nino mạnh trong quá khứ đã gây ra những thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học nhận thấy nhiệt độ kỷ lục ở Amazon có thể xảy ra vào năm 2024, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Các vụ cháy rừng và hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở Amazon vào cuối năm 2023 và lượng khí thải từ các vụ cháy rừng vào tháng 2 đã lập kỷ lục mới trong tháng đó. Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ kỷ lục ở Alaska sẽ dẫn đến tan chảy sông băng và lớp băng vĩnh cửu cũng như xói mòn bờ biển. El Nino không chỉ gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn được dự báo có thể tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu. Những gián đoạn mà thời tiết cực đoan mang lại cho chuỗi cung ứng có thể khiến giá năng lượng và lương thực thực phẩm gia tăng trở lại, gây thêm áp lực lạm phát trong những tháng tới. Lạm phát giá năng lượng có thể bị thúc đẩy bởi mực nước thấp trong các hồ chứa, hạn chế sản lượng thủy điện. Điều này sẽ gây thêm căng thẳng cho các nguồn cung cấp điện khác và làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Theo đó sẽ thúc đẩy giá khí đốt, than tăng mạnh, gây sức ép lên thị trường toàn cầu trong nửa cuối năm nay. Trong khi nguồn cung bị thắt chặt, nhu cầu tiêu thụ điện được dự báo sẽ tăng cao do người dân sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn. Điều này sẽ càng gia tăng áp lực lên nguồn cung, đồng thời tiềm ẩn rủi ro trục trặc hệ thống điện khi phải hoạt động quá tải trong thời tiết nắng nóng. Chi phí vận chuyển hàng hóa bao gồm cả nhiên liệu có thể gia tăng đáng kể nếu vận tải đường sông phải chuyển sang vận tải đường bộ và đường sắt. Giá lương thực cao hơn có thể là kết quả tổng hợp của cả năng suất cây trồng kém do hạn hán cũng như sự gia tăng chi phí nhiên liệu cần thiết cho thu hoạch và vận chuyển. Thời tiết có tác động mạnh vào nửa cuối tháng 4 một lần nữa nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của xã hội loài người trước các mối nguy hiểm liên quan đến thời tiết và thủy văn, cũng như sự cần thiết phải có cảnh báo sớm cho tất cả mọi người. Chính phủ các nước châu Á đang nỗ lực ứng phó trước đợt nắng nóng lịch sử. Theo giới chuyên môn, xu hướng này là không thể tránh khỏi và thời tiết khắc nghiệt sẽ còn kéo dài khi đây là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ cao đến mức báo động, chính quyền ở một số nước yêu cầu công dân hạn chế ra đường. Các bệnh viện luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Các trường học mở cửa chính và cửa sổ để thông gió vào lớp học. Tại Bangladesh và Philippines, nhiều trường học đã tạm ngừng hoạt động để bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Các chuyên gia khí tượng cho biết xu hướng ấm lên toàn cầu sẽ tiếp tục ngay cả khi gió mùa đến và mang theo không khí lạnh. Vì vậy, việc thích ứng với nhiệt độ khắc nghiệt là rất quan trọng. Chính quyền địa phương cần xây dựng thêm nhiều không gian công cộng có lắp điều hòa nhiệt độ, đồng thời cho phép người dân đến đó nghỉ ngơi vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Hiện tượng El Nino không chỉ gây ra những biến đổi lớn về khí hậu và thời tiết trên toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế, môi trường và đời sống của hàng triệu người. Sự biến đổi khí hậu này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hợp tác và đổi mới trong việc đối phó và ứng phó. Việc nắm bắt và hiểu rõ về El Nino không chỉ giúp chúng ta sẵn sàng hơn trong mỗi lần xuất hiện của hiện tượng này mà còn tạo ra cơ hội để phát triển các giải pháp bền vững hơn cho tương lai. Hiện tượng El Nino đang suy yếu cùng với hiện tượng được gọi là lưỡng cực Ấn Độ Dương đã gây ra lũ lụt ở Đông Phi, hạn hán ở Nam Phi và nhiệt độ cao ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, năng lượng dư thừa bị giữ lại trong khí quyển và đại dương bởi khí nhà kính do con người gây ra cũng có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là tình trạng nhiệt độ cực cao tại châu Á những ngày qua. Nhiệt độ tại một số nơi ở châu Á có thể dịu đi trong thời gian ngắn, tuy nhiên nắng nóng vẫn chiếm ưu thế và có thể kéo dài đến giữa tháng 5. Trong đó, tại Philippines và Thái Lan, các nhà khí tượng dự báo mùa mưa có thể đến vào cuối tháng 5, muộn hơn vài tuần so với mọi năm. Bạn thấy thông tin của Thái Nguyên Y20 hôm nay có hữu ích không?
hãy like và để lại bình luận bên dưới.